Hai ngày qua, trên mạng xã hội và dư luận tại tỉnh Quảng Nam, xôn xao vụ việc bị can Nguyễn Minh Sự, 40 tuổi, trú thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tử vong trong quá trình bị tạm giam tại nhà tạm giam Công an huyện Tiên Phước. Theo người nhà bị can Nguyễn Minh Sự, bị can này bị bắt tạm giam vào ngày 19 tháng 9. Đến chiều ngày 21 tháng 9, gia đình nhận được thông báo từ Công an huyện Tiên Phước rằng ông Sự đã tự tử, đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tối ngày 21 tháng 9, người nhà vào thăm thì thấy ông Sự đang trong tình trạng bất tỉnh và thở máy. Đến rạng sáng 22 tháng 9, ông Sự được xác định đã tử vong. Người nhà ông Nguyễn Minh Sự cho hay, kiểm tra cơ thể ông Sự phát hiện có vết thương lớn ở vùng đầu và vết thương ở chân. Ngoài ra có một số vết bầm trên người. Phía gia đình không tin là ông Sự tự tử. Đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa đưa thi thể ông Sự về nhà lo thủ tục an táng mà vẫn để ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, chờ cơ quan pháp y thông báo kết quả chính thức. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Minh Sự bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy hôm 19 tháng 9. Khoảng 14 giờ chiều ngày 21 tháng 9, hai bị can trong buồng tạm giam phát hiện ông Sự treo cổ tự tử bằng vải mùng, nên đỡ ông này xuống, hô hoán cho lực lượng công an đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Thái Bình Dương tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, tình trạng của bệnh nhân Sự diễn biến nặng nên đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Đến sáng ngày 22 tháng 9 thì ông Sự tử vong. Về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trên đầu ông Sự có vết thương và một số vết bầm tím. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam giải thích quá trình hai bị can cùng buồng tạm giam phát hiện ông Nguyễn Minh Sự treo cổ tự tử đã đỡ nạn nhân xuống, do quá nặng nên đã bị ngã trúng đầu dẫn đến thương tích. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết đã mời Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, cơ quan pháp y của tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của gia đình. Cơ quan pháp y đã giải phẫu tử thi, mổ hộp sọ. Hiện cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam đã gửi kết quả giám định pháp y ra thành phố Hà Nội để tiếp tục phân tích, làm rõ xem có chất độc hay độc tố gì không. Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam thông tin. Gia đình vẫn chờ kết quả đó. Tinh thần anh em cũng tuyên truyền vận động gia đình đưa về chôn cất. Pháp y nếu có gì sai mà anh em làm sai hoặc cơ quan chức năng mà có cán bộ sai thì xử lý thôi. Chứ để đây lâu thì cũng tội cho cái người mất, cũng khổ cho gia đình.